xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vlog Hạnh nha. Cả nhà ơi, tin vui cả nhà. Cái kênh của Hạnh á, cái bước 2 đã bật được rồi nha cả nhà ơi. Cả nhà mừng giùm cho Hạnh nha. Gầu thúi ruột luôn á cả nhà, không biết làm sao tại vì Hạnh không có gành gì mặn đó cả nhà. Hôm nay cũng 2-3 tuần rồi cả nhà ha. Hạnh không có đăng video ha. Cả nhà nhớ Hạnh không? Trời ơi, Hạnh nhớ cả nhà cũng chết gì á. Bữa giờ thấy kênh bên đây không có bật được á, cái Hạnh tập trung bên kinh phụ á cả nhà. Rồi tập trung bên bển là đâu qua bên đây đâu, tại bên đây đang tìm sư phụ, hôm nay gặp sư phụ cả nhà. Bật được rồi, bật kiếm tiền được rồi cả nhà, trời ơi mừng hết lớn luôn nhẹ. Hôm nay Hạnh đăng video lên cũng thông báo với cả nhà là từ đây sắp tới Hạnh gió đập cửa con Hạnh đang ngủ. Hạnh cũng thông báo với cả nhà từ đây sắp tới Hạnh sẽ nấu các món ăn ngon mà Hạnh từng học của mẹ ruột của Hạnh nha cả nhà. Các món ăn ngon ở trong bếp trong gia đình để mình nấu, mình phục vụ cho ba mẹ của mình nè, rồi chồng con của mình ha cả nhà. Rồi cả nhà cùng nhập bếp với Hạnh từ đây sắp tới nha. Từ đây sắp tới Hạnh sẽ nấu các món ăn mà Hạnh biết, Hạnh học được từ hồi con gái tới bây giờ nha cả nhà. Hôm nay Hạnh sẽ mời cả nhà ăn cái món cá này cá cha nha cả nhà. Cá cha có chỗ kêu là cá ba sa nha cả nhà. Thôi mình kêu cá ba sa đi. Cá ba sa Hạnh kho tổ nha cả nhà. Cái món này nè, cái nước cá nó keo keo lại cả nhà ơi, chấm với rau sống ăn ngon lắm. Đây là dĩa rau sống nha, dĩa rau sống 5.000 nhào vô. Ở trong đây là có bắp chuối nè, có rau muống nè, có giá nè, xà lách nè cả nhà. Còn đây là món bầu xào tỏi nha cả nhà. Món bầu xào tỏi cho thêm một ít nước, nhớ là cho thêm ít nước nha. Lần trước Hạnh nói Hạnh xào rau muống, tại sao cả nhà hỏi nước nhiều vậy? Hạnh có nói là Hạnh thích chan nước rau muống xào tỏi. Chứ không phải là xào rau muống nhiều nước như vậy nha cả nhà. Mình xào mình cho miếng nước để mình chan chung với cơm á, ăn ngon lắm nha cả nhà. Cho nên hôm nay Hạnh xào bầu với tỏi nha. Bầu xào tỏi lộn. Nói ngược. Bầu xào tỏi nha cả nhà, cho thêm miếng nước vô mình chan cơm mình ăn nha cả nhà. Thơm lắm, ngon lắm nha. Hôm nay Hạnh dạy khác là cà phê sữa, món ruột nha cả nhà ơi. Đây là tô cơm của Hạnh đây nè. Hạnh mời cả nhà ăn cơm cùng với Hạnh nha. Trời ơi lâu quá rồi, hôm nay gặp cả nhà nói quá trời nói luôn. Bật được cái kênh của cả nhà. Trời ơi mừng quá trời mừng. Từ đây sắp tới sẽ vô bếp với Hạnh nha. Mình nấu cơm ở nhà nha cả nhà. Nấu cơm ở nhà ha. Mấy chị em sắp sửa lấy chồng ha, sắp sửa cưới chồng cả nhà. Đi về đội của Hạnh nha. Trời được cái nấu ăn cũng được nha cả nhà. Nói chung là cũng không có ngon lắm, nhưng mà lấy được cái bao tử của ông chồng. Hạnh mời cả nhà ăn cơm cùng với Hạnh nha. Rau nè cả nhà, xà lách nha, rau muống với lại bắp chuối bào, rau 5.000 rồi cả nhà. Mấy chị bên nước ngoài thấy dĩa rau 5.000 á, khổ tại sao mà rẻ dữ vậy, bên đó mắc lắm cả nhà ơi. Cái món này chấm với rau sống rồi cả nhà, Hạnh mời cả nhà nha. Hạnh mời cả nhà miếng cá bên kia cá ba sa đi ha. Hạnh mời cả nhà miếng cá ba sa kho tổ nha. Cá ngọt không cả nhà. Đã cả nhà thấy Hạnh đổ nước à, đổ nửa con nước ra cả nhà. Xong mình nó sắc nước xuống nha cả nhà, sắc nước xuống xong mình nêm lại thêm một cái nữa, mình nêm vừa khẩu vị gia đình mình nha. Cái này Hạnh không bỏ ớt á, bỏ ớt cay vô nữa cả nhà nha. Bỏ ớt cay vô nữa, tại nhà Hạnh có con nhỏ á, không bỏ ớt nha. Hạnh để nước cá để Hạnh chan cơm cho con gái Hạnh ăn á. Hạnh không bỏ ớt, bỏ ớt vô nữa nha cả nhà. Trời ơi chấm rau sống ăn ngon tới công chuyện luôn. Cái ông nội này béo quá nha. Được cái kho hay là nó con chua nha cả nhà, rất là béo luôn á.
cái mỡ của ổng ra. Muốn cắn này nè, cái mỡ của ổng ra nha. Trời ơi, nó bép cực kỳ luôn á. Thịt rất là ngọt luôn. Ừ, cái da nữa nè. Cái món rau sống này ha, chấm nước cá này ngon hết sảy. Ở dưới quê miền Tây mình á thì hái ra muống đồng cả nhà, nhưng mà ruộng á hái ra muống đồng nha, về chấm ăn hoặc là cái kẹo nèo á cả nhà, rau kẹo nèo nha. Rồi rau gì ta, cái rau gì nổi trên nước mặt nước, rau gì bắn tiêu rồi à, rau dừa. Rau dừa cả nhà nha. Trời ơi, chấm nước cá này ăn nha, nhức nách luôn á. Nó ngon mà bào lia luôn á nha. Ngon lắm nha. Lúc Hạnh chuẩn bị, Hạnh tiến hành á, Hạnh kho cá. Hạnh có nói nguyên liệu với lại cách là Hạnh kho cá ở nhà. Chị em mình kho thử cách của Hạnh nha, thử một lần thôi. Thử một lần thôi là phái liền. Cái miếng cá nó rất là thơm nha, nó không có còn tanh nữa nha cả nhà. Đậm đà hương vị. Chị em mình thử nha. Lấy bao tử cơm mấy ổng chứ. Để mấy ổng nhậu ít thôi, đừng có nhậu nhiều. Để mấy ổng về nhà ăn cơm vợ. Canh bầu nè, bầu xào tỏi thơm lắm nè. Cái này à, Hạnh không có tôm sống nha, tôm sống là tôm khô thôi cả nhà, dục vô miếng nha, ăn tới công chuyện. Ngon à. Hạn chế con miếng nước ở cả nhà, nước bầu nó ra nha, đậy nắp hầm lại, dặn lửa nhỏ xuống, nước bầu nó ra nha cả nhà, rất là thơm luôn á. Ngon quá. Quay cà phê cả nhà ơi, để đá Hạnh tan hết à. Cả nhà thấy không nè, nó tan đá nè, đá nó tan ra. Ăn đỡ cho cả nhà. Món ruột. Ăn cá uống cà phê cho cái miệng nó đừng tanh. Vậy lên nha, Hạnh mời cả nhà uống cà phê với Hạnh nha. Trời ơi, nó béo cả nhà ơi, nó béo mà nó thơm. Món ruột. Trời ơi, ngày nào cũng làm ly trơn ở nhà. Có khi hả, uống tham quậy cho 2 ly luôn, đổ vô cái ca, cái phích đó cả nhà. Nóc từ sáng tới chiều luôn. Ta nói hồi tối này tới 3 giờ sáng chưa ngủ. Không đủ ngủ được đâu. Nằm coi phim. Trời đất ơi, đâu ngủ được đâu cả nhà. Hôm qua uống cà phê nguyên ngày luôn á. Ôi trời.
Bên kia nó hát cái gì vậy? Hát cải lương cả nhà, giống như hát chèo á. Thiệt, lần nào quay video á cũng gặp bị hàng xóm phá gối hết cả nhà. Không karaoke thì mà mở nhạc nhạc sàn á, nhạc gì mít á, giặt đùng 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 á mà chưa nào cũng vậy cho nó nhà. Ăn nhậu hát karaoke đó cả nhà, hát cả lương y như hát chèo á, chắc không dính bản quyền đâu tại hát dở. Ngon quá cả nhà. Nhìn Hạnh lụm đi lụm đi. Trong đây này nó có rau tí tô á. Tí tô là Hạnh ăn không có được nha. Tí tô với là húng lưỡi. Có hai cái rau Hạnh ăn không được nha. Nó bị anh chị ăn được á thì kêu là thơm, còn Hạnh ăn không được Hạnh kêu thúi. Tiếp theo anh ăn đâu được đâu. Cái kinh của Hạnh á mới vừa sống lại nha cả nhà. Hôm bữa giờ ợp cũng lâu rồi, Hạnh không quay video dài, Hạnh quay 15 phút nha cả nhà. Từ từ á, em nó mới sống lại để cho em nó thở. Nó ngon. Này lát vừa con ăn nữa cả nhà, cả hai chén nữa. Sợ video nó dài quá. Video nó dài quá. Hẳn là 15 phút à. À, trời ơi, đổ nó ngon. Cà phê sữa. Hạnh chào tạm biệt cả nhà nha. Yêu quý Hạnh, thấy món ăn của Hạnh ngon, nhớ bấm đăng ký kênh và like ủng hộ Hạnh nha cả nhà ơi. Hạnh à, chào tạm biệt cả nhà nha. Nhớ nha cả nhà, bấm đăng ký kênh và bấm like ủng hộ Hạnh nha. Hạnh chào tạm biệt cả nhà, bye bye.